Có luôn hả? Trời ơi. Đây cái gì vậy? Cái gì vậy? Đây. Rồi sản phẩm đầu tiên. Trời ơi. Trời. Bắt tay luôn. Chạy nữa. Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay sẽ là cuộc hành trình đi bãi chuột của mình với Cảnh nha các bạn. Nhân vật chính là Cảnh đây, mình chỉ là cameraman thôi. Rồi bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng theo chân hai mình nha. Xong có màu nha, quất luôn. Có luôn. Có luôn. Ừ đấy. Cái nhà ăn được trời, bé ăn trái ăn coi. Trời ơi, của nhà luôn. Của nhà mà nhà người ta hả Cam? Nhà em á. Phải không? Ừ. Nó luôn hả? Ừ. Ai biết. Rộng vậy. Rồi bắt đầu chiến nha các bạn. Nhiêu đây là khoảng nhiêu lòng Cảnh ơi? 50 không? Mấy cái, 30 cái à. Rồi khoảng 30 cái lòng nha các bạn. Rồi bắt đầu cuộc hành trình. Giờ mình đi đắp bãi trước nè. Không quay lại bỏ lợp nè. Ủa vậy hả? Phải đắp bãi nữa hả? Đắp bãi. Tưởng đâu vậy để lên là xong chứ. Trời ơi. Cắm cầu ếch vậy đó. Ừ. Thiệt nó giỡn trời. Ủa thì nó thiệt coi, nó giỡn đâu. Kỹ thuật lắm. Ừ. Đó giờ có đi đặt nào tưởng đâu để mẹ đó đại cái là xong chứ. Đâu được. Ừ. Anh gãy lúa mà. Ừ. Con này là ruộng của người ta hay là ruộng nhà? Ruộng nhà luôn hả? Ủa ruộng nhà gì đi nãy giờ mà chưa hết ruộng trời. Nhà có vuông này nè, vuông kia vuông của ông bác rồi. Đất mềm này chết rồi. Ngày bữa nó đặt mới nhiều rồi tại chưa xới. Ủa chứ nay là nó cũng chưa nhiều ha. Cái gì cắm ếch không? Nè. Cái gì cắm ếch không? Nà ná. Gần nhà có gì vô tôi ngủ thì vô còn ngủ được. Ừ trời à, ngủ nghe vậy trời. Tôi là muốn thức ngủ ngủ à, ngủ quá chịu không nổi. Ừ
không mà gần đi nó khỏe không ơi, nó vậy chứ. Ừ, ví dụ vô nhà nhà ngồi cũng được. Mệt đi chứ quá. Kìa thì à, nó sới rồi. Ừ. Trời mưa thấy không phái à. Thì hôm bữa đó bởi vì ông kêu đi sớm là phải rồi chứ, vậy làm vậy là biết chừng nào, biết chừng nào thiệt. Tôi tưởng đâu dạng như mình để xuống cái đặt, để xuống cái đặt thì nó nhanh rồi. Thấy luôn hả? Chạy đường á. Rồi, thế rồi, thế rồi. Đường vô nè. Phải như nó cài sẵn có đất thì mình quăng lên nó dễ ha cạnh. Chết á. Ừ. Ngày tối thì vô dằn luôn xong. Biết vậy luôn á. Chủ yếu là cái bờ dừa, cái bờ này nó mới chứ bờ ganh là coi như là cũng chưa chắc ăn ha. Nước ngoài bờ ngoài là nó ngập rồi. Ừ. Bán nhà con làm rồi chưa? Gì? Nhà làm rồi hết chưa? Giờ còn cái sân, giờ còn cán cái nền nữa. Coi như là hoàn chỉnh rồi đó. Tại bữa giờ làm lúa, quăng lúa ở trống, có dọn trống đâu mà cán được. Có ông lợp chưa? Xây thì nhanh lắm à, xây lên dèo dèo. Mau rồi, nay đổ mất xối rồi. Đổ mất xối hả? Ngày lợp còn xa lắm. Tại vì con ngày ha. Tại vì hồi trước tôi á, là lợp trước mất xối sau luôn á. Tháng rồi. Ừ. Dán cửa rồi. Kiếm ruột dừa hả?
này nhá, tiêu chứ sống xiết gì hả anh? Cái dừa này xong rồi chứ sống xiết gì? Còn được ha, mấy trái đó, ăn được mấy trái đó. Thấy có hột hột rồi cảnh ơi. Nó lông gông rồi. Ở đâu có chậu chốt hả? À, thôi đi ngày thôi, có gì không ai từng sao nó đi chứ đâu không đi liên tục nữa đâu. Thỉnh thoảng là đi nữa cả này, đi liên tục chứ không được, quan sát bên nhà thì dễ, thôi đi mỗi ngày được. Nhưng quan trọng để tối nay có trúng mánh rồi không, nhiều khi thấy về trúng mánh cái ham quá biết đâu là vụ dỗ. Không phải có. Ừ. Mà cái là nó chưa có sới nè. Ừ. Sới nó không có nhiều nó vô. Ừ. Làm không. Ừ, không biết vậy. Đặt đi bán luôn. Ăn không hả? Trời. Có cần xin biết gì cho ha. Có phía mình đây. Chạy đó, đi lúc luôn á. À, không. Sâu quá. Không.
thử té cái đục nha. Bên kia bộ sâu cho thấy kiểu là lịch bính liêu hiểu giống giữa dòng sông vậy cánh. Vừa mà. Rồi hiện tại trời mưa quá, giờ anh em mình vô chòi núp nha các bạn ơi. Cũng không đến nổi đâu cánh ơi. Đi về chơi luôn đi, tôi thấy cũng lâm câm mà. Mà trúng bánh rồi. May thôi, cục may chập bá đi vậy. Đây. Trời mưa này làm ăn dưa hấu mệt. Rồi, do lý do kỹ thuật trời mưa nên hai mình ghé cái chòi dưa ở đây ở tá túc tí xíu, tạnh mưa hai mình đi tiếp nha các bạn. Mười lăm phút sau. Trời ơi. Rồi mưa là cũng nhẹ hạt, giờ hai thằng mình tiếp tục đi trở lại lấy những cái lồng mà bắt đầu đặt ngay các bạn. Mưa cũng đang còn lắc cắt nha các bạn, nhưng mà hai mình quyết định trở lại lấy lồng luôn, trời cũng sụp tối rồi. Rồi. Rồi, hai mình đã trở lại cái vị trí ban đầu rồi nha các bạn. Đây đồ nghề sẵn sàng.
chiến đấu. Dạ bà học lứa lúa là xong hai anh em nó làm ăn xong rồi đó, làm ăn đó tối là đi theo mình đó hả? Mình hay là nó đẩy đi động khác. Ừ. Kệ đi đông vui chứ có đâu. Thằng kia cũng là em luôn hả? Ừ. Con người thứ 7, em con người thứ 4. Ừ. Vừa ẩm gái em đó. Ừ. Con người thứ 7. Lên nó làm cu li đằng nhà em đó. Ừ. Trời càng lúc càng tối rồi đó. Có hai ba loại lợt luôn hả Cảnh? Ừ. Loại nhỏ, loại đặc biệt màu. Ừ. Loại mình dạy có màu. Đây là lộn cũng đây luôn. Nhớ nghe. Thầy Cảnh phán rồi đó. Nhớ cái khúc này nghe. Kêu đi bên sông rồi đổ cái mắt mưa quanh kia hả?
lắm. Không nhớ nữa, ông đi nhớ tôi không nhớ được đâu. Nhớ thật thế. Tối hai là mấy cây rượt ha. Rượt gì? Đi rượt. Có luôn hả? Trời. Trời. Chạy bà ganh chạy dữ lắm. Có vụ đó nữa hả? Ai đâu biết. Bà ganh nó chạy dữ lắm luôn. Ừ. Nó biết đụng đập luôn á. Ma. Thì bởi mấy hàng kia nó chuẩn bị cái đồ nghề đó hả? Chuẩn bị đồ nghề tối rồi. À. Ông chú mua thùng rỗng một tối này mình ơi. Em còn cả 2 tháng nữa. 2 tháng gì? Hình như 3 tháng. À. Ủa ông đi xa lắm vậy? Sáng đi ngang đường đó chứ vậy. Ừ, sáng đi ngó một cái rồi. Sáng chở em lại nhà đó. Ừ. Có một cái đúng rồi. Gì đó nghe cái phịch gì nghe cả nơi. Tự nhiên phịch đầu kia kìa. Chiên đi thăm. Ừ. Uh-huh. Chứ không phải là một cái rồi đâu. Chiên lắm. Đặt cho bên vợ em. Nhiều cái cỡ đó đó. Tiền mấy ký. Ồ vậy không chịu đặt bán. Thấy mấy chỗ nó bán chắc cũng mấy chục ngàn ký. Mấy ký. Trời càng lúc càng tối nha các bạn. Chỗ nào có thấy đâu, chỗ ngặt nghèo quá vậy. Thầy giấu mà sao anh thấy được. Mưa
Ôi mưa gió gì tầm này. Trời ơi được có lý nè. Thấy rồi đó, hồi nãy không thấy nhưng mà giờ thấy rồi đó cảnh. Để sao mình đắp cái bãi này nè để nó không có móc được lúa mình. Ừ. Chứ để mình lấy là nó móc lúa. À, ý là mình để một lần để hoài luôn cái gì? Mình chỉ có việc mình dỡ sửa nhẹp thôi vậy. Chứ anh thấy là nó móc lúa mình. Ừ, là không hao mồi. Ừ. Chiêu rồi ha. Cái này nhiều năm kinh nghiệm mới biết chứ gặp tôi để cho nó ăn no xỉu luôn à. Để lúa nó chạy ngoài lọt của mẹ rồi chứ nó móc được. Ừ. Rồi đi cũng phải nhìn nó mà cái đùng một cái là hiểu vấn đề nha. Thôi ông nội ơi. Tôi cầm có con cây này là tôi thấy cũng hơi bối rối rồi đó. À cây gậy được quất hả? Nó luôn hả? Ừ. Gắn này tí xíu nè. Ừ đó ông cứ bởi vậy. Gắn đi tí xíu đi tí xíu đi. Ngồi sắp có rồi. Thì lì luôn. Ồ đi muốn hết cái đường rồi ta. Cái đầu nữa lên theo cái đó. Ừ.
than. Ừ. Nó không có, không có đường nào mà nó không có ra nữa. Ừ. Còn lò xo lung mạnh cái là đi luôn. Ví dụ nó bự ha. Cái nó cái giọng nó chạy tuột xuống gì? Giọng chạy tuột xuống. Cánh đốc nhớ rồi, có khi nào quên u nào không cánh? Dễ vậy. Dễ gì á? Sáng em dễ làm là cái bao nãy đầy là dở đủ bao hả? Ừ. Thiếu một cái rồi nó ấy rồi. Từ khi mình dở về. Những cái đồng có nhạc sống luôn. Chút nữa thì có cào cày nữa. Đó. Hay là chút thằng kia giờ đang cày đất không cày cả con chỗ này em ở cũng vui đó. Ừ. Nó bắt cao kê cho nó hát thì lại ôi tốt được. Nói vậy chứ thà nghe nhạc không tốn tiền, nhưng mà nghe người ta hát nhiều người hát được thì đỡ, mà nghe hát không được. Đấy, em dễ lắm. Quen. Không liên quan, mình nghe mình mệt thôi chứ nói gì liên quan không liên quan thì ai hát hát. Làm gì mệt thôi. Ừ. Ai cũng làm gì. Ai làm cái chuyện đó rồi, khỏi nói rồi. Như thế là hết cái mình làm sẵn rồi phải không? Nghe ếch nhái kêu giống ở ngoài ruộng quá ha. Này ở ngoài ruộng ở đâu không? Dạ yeah. Có luôn hả? Trời ơi. Ê cái gì vậy? Cái gì vậy? Sư phụ nữa. Còn đó là con gì vậy Cảnh? Nước. Nước hả? Trời ơi sư phụ Cảnh này chứ. Nể Cảnh này chứ. Sao mà thoát tay anh Cảnh được. Chón ông ra quá Cảnh ơi. Để sống hả?
sống ở nhà có nhà. Trời. Săn cái gì hôi với ông nội. Có lý nha. Tôi không biết cái gì luôn á, tôi không biết cái gì luôn. Nhạy bén quá. Ghê thiệt. Thấy cảnh tượng là thấy khoái rồi đó. Này là thằng Điền mà đi với ông là rồi đúng bài luôn cả này. Ủa nó cũng sát thủ không á. Trung bộ luôn. Đi đó. Ừ. Còn như đây là gút phải không? Chục cái không? Chưa đâu nữa. Giờ là hai tụi mình bắt đầu quay ngược lại cái đường về nhà nha các bạn. Nay đi gì giữa ruộng là lính bính liếu biểu rồi nè. Nè. Ừ. Ủa thì thiện chứ ai nói gì đâu. Nãy giờ tôi không có nói giỡn à. Đi về đường nào? Về đường nhà. Đi về, y như nãy hả? Là mình quất cặp giường ha. Cặp cái đường đi ha. Không có chú bảo bên đây nè. Bảo bảo ruộng nha. Mình còn thiếu cái bãi á. Phải không? Bãi mà anh nói đắp cái bờ vậy đó. Sao không có ấn tượng như vậy ta? Đâu? Đây hả? À, hay quá cả ơi. Đó. Hả? Ủa hay vậy? Lụm luôn hả? Ôi trời ơi, chóng mặt vậy cảnh. Một bữa này tôi đứng đây luôn nha. Này nóng hổi sấp dẻo luôn nha các bạn. Đi trước mình đổi lợp bán sao. Dạ. Rồi. Gần gần lại chút xíu ơi, gần gần lại. Đây, rồi sản phẩm đầu tiên. Chưa về nhà nữa. Chưa nóng đít nữa, chưa nóng giò chứ. Quá hay. Rồi, vô lụm em.
Ủa mình cầm lồng mình đổi chứ không phải là mình đổ trực tiếp hả cả? À. Ừ. Vậy như là mình không có đồ thì mình phải cầm vậy ha. Sao sao tính làm thêm vài ủ nữa hay gì? Tới đầu nhức bệnh mẹ ơi trời chơi gì cảnh ý là cầm trong lòng mà còn vậy rồi hỏi làm sao mà cầm tay làm sao đây này chỉ nước đi cầm máy thôi chứ làm gì không vậy khó nè dạ ôi trời á anh kia ôi anh kia ôi hai có gì vậy hết hầu dạng cái ớt nha đột mà đi trúng ổ kiến rồi xuống dưới nước ừ đi đúng đó đi chụp luôn hả chỗ nó không thấy nó chụp luôn luôn à chân hả đó chuột nó chạy giống như gà con đi ha cạnh hơn gà con Thank you.
chắc cái khúc này mình hết lộn luôn cái gì hả Cánh? Chạy vô nè. Đâu? Có thấy gì đâu, tôi có thấy đâu trời. Dính luôn hả? Còn tưởng đâu dính ông hay nữa là. Bình thường hả Cánh? Bình thường. Nay trời đổ nè. Mưa mưa vậy mà gió mát mát. Được không? Được. Dướng tới dướng lùi hả? Cầm gắn không không? Thôi gắn không, để vô chai mà sợ gì ông nội. Đi vô trong cái bao thì để đó cũng có sao đâu. Trời thôi. Không lẽ nó tung nóc kìa. Chết chứ chết không. Chết chứ chết thôi chứ đâu có tung nóc. Kiến không nghe không, hãy xuống ruộng nghe. Ngứa giò là bán ruộng liền chứ. Nhiều không? Mấy ba cái. Ôi có ba cái nữa, đi hết cái bọn này hết trơn cái gì. Ủa hết hả? Hết tên. Ừ. Tại trời mưa chứ thôi, nãy giờ mấy mình hai mình về rồi. Chạy gì thấy đông 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 à. Gán làm nghỉ nhà cũng giờ làm gì, thí dụ có sở làm thì làm. Thôi à, được nửa năm rồi. Ừ. Gán bờ nữa đi. Ừ. Tiếp em ơi. Suy nghĩ lại. Giờ đổ điện qua bên anh Di. Bên anh có tiễn không? Tiễn thì em nghỉ bữa. Ừ. Cổng làm sao? Để em hỏi cái. Ừ. Một cái nữa. Cái nữa.
trời, ông cũng chụp hình quá trời quá đất. Dạ. Gì? Nó chạy hay gì? Có. Rửa lọc mình đi. À. Rồi kìa. Rồi, nhìn kìa. Cũng thiếu gì. Rồi giờ là hai mình về đúng không? Hai mình về. Làm rồi, giờ hai thằng mình về. Rồi tí nữa hai mình sẽ đi thăm sao nha các bạn. Đây, kết quả cầm ơi. Con chuột với con rắn. Sản phẩm đầu tay trong cái buổi hôm nay nha các bạn. Con. Rồi, rút. Rút. Ơi trời. Cái gì vậy cảnh? Dính không? Trời ơi, trời. Bắt tay luôn. Chạy rồi. Sợ thiệt. Có bạn què vui ha. Dạ. Lũng hả? Trời ơi. Thôi đi về đi lấy lòng lên đồ. Lấy đồ hả? Ừ. Rồi bỏ đó đi, họ lên lấy đồ nghề lên đựng nghe các bạn. Trời ơi nhìn kìa kìa. Rồi gì đâu giống giống ba động chuột ở đây quá vậy.